Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đơn vị huyện Hòa Vang gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và đại biểu Huỳnh Huy Hòa đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, một số kết quả kinh tế xã hội những tháng đầu năm của thành phố và huyện Hòa Vang, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri địa phương thời gian qua. Cử tri của huyện Hòa Vang bày tỏ sự tin tưởng thống nhất với những chủ trương chính sách của thành phố. Cử tri cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề an sinh xã hội. Sau khi theo dõi kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân của thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 3 ngày, 12, 13 và 14, thì thấy cái Hội đồng Nhân dân thành phố lần này có nhiều cái quyết sách, có nhiều cái chủ trương rất đúng đắn và hợp với lại đảng lòng dân. Cụ thể như thế là chúng tôi là những người làm công tác ở thôn, nhưng mà sau khi nghe được cái nghị quyết là tăng cái mức chi cho trưởng thôn, trưởng ban tác mặt trận và các cái đoàn thể khác thì chúng tôi rất phấn khởi. Là các đoàn hội đoàn thể họ đều có là phụ cấp là họ như tôi là chi hội trưởng người cô tuổi mà là không có đồng phụ cấp nào hết. Trang cái hội đoàn thể người cô tuổi là nó nhiều công việc. Mà cha rồi mình cũng phải lo rồi chế độ của người cô tuổi đề nghị như vậy để là Hội đồng Nhân dân thành phố có sự quan tâm, hỗ trợ. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đơn vị huyện Hòa Vang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ngô Xuân Thắng cảm ơn những ý kiến, sự tin tưởng của bà con cử tri, đồng thời cho biết thành phố đang tích cực thực hiện các giải pháp để khôi phục phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục lắng nghe giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.